Chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Chúng ta sẽ gặp gỡ những vị khách mời rất dễ thương, duyên dáng và mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Đầu tiên xin chào đón ST Đà Bá Lộc và Diễm My Chinix. Rồi, và đến đây, đây đã. Thưa quý vị, tất cả chúng ta cũng biết những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu là những người tài năng, dễ thương và duyên dáng. Và ngay bây giờ ST là một người nhảy rất giỏi, rất dễ thương. Đà Bá Lộc hôm nay xuất hiện với màu tóc rất là đẹp, nó hợp với lại cái bộ váy của Diễm My ha. Thật ra thì lâu lắm rồi Lộc mới nhuộm tóc như đó. Giờ mọi người biết là Lộc chỉ toàn để tóc đen thôi, nên là sẵn sắp tới có một vài sản phẩm, nên là đây cũng là một những hình ảnh trong mới. Sản phẩm mới. À, hình ảnh mới để cho một sản phẩm mới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mời các bạn vào vị trí. Đối thứ hai sẽ là Diệu Nhi, La Thành, Ellie Trần. Xin mời. Xin chào. Lâu rồi mới gặp lại La Thành. Hôm nay tình hình sức khỏe như thế nào? Hồi sáng khỏe nhưng mà cặp với hai bạn dễ thương quá nên cộng với hai hơi mệt. Rồi Diệu Nhi, nghe nói mới vừa làm đại show phải không? Dạ vừa rồi. Rất là thành công tốt đẹp. Khán giả rất thích. Rồi Ellie, mình nói một câu gì với quý vị khán giả đi. Thực ra từ trước giờ là em chưa bao giờ chơi game hết. Ủa vậy hả? Em chưa bao giờ chơi game, đây là game đầu tiên nha. Wow, giống chết thiệt á. Và em cảm thấy rất là may mắn tại đội em rất là mạnh. Tại em có hai cái nhân vật, là hai cái cây hài kỳ cựu đang rất là nổi tiếng. Em thì hãy nên nhớ chương trình này, những người càng hay, càng duyên dáng, càng mạnh là ra về với O đồng. Ủa vậy hả? Vậy em đổi đội được không? Mình phải có niềm tin với nhau đúng không? Okay. Đúng không? Tụi em sẽ cố gắng để lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chị đi chơi game show. Rồi, cảm ơn các bạn, mời vào vị trí. Bây giờ hai đội cử người đầu tiên. Thành ở đàn ông mà, đàn ông trong nhóm thì đi trước đó. ST luôn đi đúng không? Thành ơi cố lên. Đây một ca sĩ nhảy giỏi, hát hay, đẹp trai, một diễn viên hài lanh lợi, thông minh lém lĩnh. Rồi bây giờ ai lên ghế trước nè? Thôi để em đi trước cho. Rồi La Thành lên ghế và ST vào bên trong, xin mời. Cố lên Thành ơi. Kính thưa quý vị thân mến, ở trong chương trình này có một người sẽ hỗ trợ cho thí sinh. Quý ông thì giúp nói một câu ngắn ngủi dễ thương duyên dáng. Quý ông đi chấp, trả lời trùng khớp, mang tiền về bếp. Rồi đi vô đi cưng. Ok. Này. Ông nhạc không có hỗ trợ. Và bây giờ cùng La Thành nhanh như chớp. Bánh có chuối là bánh chuối. Bánh. Bánh có dừa là bánh dừa. Bánh có khoai là bánh khoai. Vậy bánh tiêu có gì? Tiêu. Hả? Có mè. Có mè. Hả? Có tiêu. Bánh tiêu có tiêu không? Chính xác. Có mè, đáp nó có mè. Có mè đúng không? Câu trả lời cuối cùng là có tiêu. Trời ơi, ơi ổn quá. Có gì? Bột. Cái đó câu hỏi vui thôi. Bây giờ cho câu hỏi chính nè. Bánh gì mua mắc tiền mà ăn không được, vậy mà lại có rất nhiều người mua? Bánh xe. Chính xác. Quá dễ đúng không? Có thể tăng độ khó lên xí không anh? Xe máy với xe đạp, xe nào ít tốn xăng hơn? Xe đạp. Chính xác. Câu trả lời sau đây chỉ cần một đáp án, không cần liệt kê. Xe gì ba bánh mà không phải xe đạp của trẻ em? Xe xích lô. Chính xác. Hai con bò đi từ hai phía cây cầu khỉ, giữa đường không nhường nhau, chuyện gì xảy ra? Kẹt cầu. Không, chính xác. Trên thế giới hiện nay chưa có con bò nào đi cầu khỉ hết. Tiếp tục nè, bạn chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ? 24. 24. Không, chính xác. Chị có nhiêu nhỉ? Có nhiêu nhỉ? Đáp án là 29. Không biết luôn á. Không sao, bất cứ số phát sóng nào của chương trình đều có những thí sinh nướng ồ hết trơn. Chuẩn bị ồ nữa nè.
Trời ơi, cái này em đói làm gì? Đó hả? Chữ đầu tiên trong bảng chữ cái là chữ gì? A. À, ố, em biết luôn hả? Biết, chính xác. Trời ơi, cái câu vậy mà nó biết luôn. Ô Thành, em không quá rồi sao? Tự tin kìa đó, tự tin. Ờ, dạ, em mới đúng là số 1 thôi đó. Trời ơi, cái này dễ quá luôn á trời. Cái này hỏi chị. Hỏi sao câu nào cũng dễ vậy anh? Khi tắm biển tại hải lưu hai dòng nóng lạnh thì chúng ta sẽ bị gì? Bị cảm. Không, chính xác. Ủa sao? Em tắm biển ở dòng nào thì em cũng bị ướt thôi. Ủa nhưng mà bên nóng bên lạnh mình cũng dễ bị cảm đó, tại vì thay đổi thân nhiệt á, cũng đúng mà. Thực ra cái dòng hải lưu đó nó không có nghĩa là nước nóng sôi và nước lạnh ngắt. À, hiểu không? Biểu tượng của thành phố Sydney là gì? Kangaroo. Ê, con sò. Không được, tôi trả lời hai lần. Kangaroo là đáp án không chính xác. Đây bây giờ trả lời lại nè. Biểu tượng của thành phố Sydney là gì nè? Nhà hát con sò. Này thật ra là Thành đi Úc chưa? Em chưa đi Úc. Thực ra là có rất nhiều người đi Úc nhưng mà cũng không biết cái điều này luôn. Thủ đô của Úc. Em biết. Nhiều người hiểu lầm là Sydney đó. Nhiều người hiểu lầm là Sydney hay là Melbourne á. Ủa đúng mà câu, cái câu này có trong đi. Kịch bản dạ. Không anh? Hả? Câu này có trong kịch bản không anh? Đây, có. Đang hỏi trong kịch. À. Thủ đô nước Úc. Đang mất thời gian. Gì nè? Trả lời đại để cho qua mình còn lên vị trí khác. Trả lời lại cho sai đi anh rồi. Trả lời đi, trả lời lại là một đồng bên viên trăng gì đi. Thầy Thành nói Sydney đi, Thầy Thành nói Sydney đi cho qua câu khác. Trả lời được. Sai rồi. Không, chính xác. Đâu, qua câu khác. Vậy mày biết không? Qua câu khác. Biết. Cái gì? Canberra. Chính xác. Bởi à? My đúng là do nước Úc nhờ. Trời ơi, mà do nước Úc tới số 10 luôn rồi đó. Đúng rồi, em hay quá ha. Lá phong là biểu tượng của đất nước nào? Quá dễ luôn á trời. Canada. Chính xác. Lá phong là biểu tượng của Canada. Vậy lá phong có ăn được không? Được. Chính xác. Người ta ủ lá phong sau đó người ta chiên lên ăn. Biểu tượng linh thiêng của Nhật Bản là gì? Hiệp sĩ Samurai. Không, chính xác. Biểu tượng linh thiêng của Nhật Bản là núi Phú Sĩ. Làm thế nào để phân biệt được sushi và sashimi? Quá đơn giản, ăn mới biết. Trời ơi. Ai có câu trả lời? Vậy sushi và sashimi phân biệt. Sushi là có cuộn cơm, còn sashimi là không cuộn cơm. Đúng rồi. Con em sẽ như thế nào? Con em sẽ thông minh. Em. Câu trả lời của La Thành là ăn mới biết. Ăn mới biết. Tại vì nãy báo hết giờ em bị áp lực thôi chứ em biết cái nhưng vụ đó. Nhưng mà câu trả lời chính xác. Chúc mừng. Cái câu đó không đúng. Cái chương trình này nó hay mấy chỗ này nè. La Thành đã trả lời đúng liên tiếp được 3 câu hỏi. Xin chúc mừng. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại chàng ca sĩ đẹp trai ST. ST gọi lên. Mấy câu rồi anh? 3 câu, đã vượt qua được 3 câu. 3 câu thật sự đối với em thì không đúng phản ứng đúng năng lực của em. Năng lực của em là mấy câu? Em nghĩ tầm phải câu 11, 12 là... ý là Thành nói là cái đỉnh của La Thành là phải là bên kia sườn dốc á. Dạ, bên kia sườn dốc của sự nghiệp đó. Không, phải tự tin chứ. Rồi, chúc mừng em. Dạ, mời ST lên ghế. Cố gắng nha. Vâng, ST sẽ chơi như thế nào? Thưa quý vị, hãy cùng đón xem chương trình Nhanh Như Chớp. Câu đầu tiên, bắt đầu. Bánh có chuối là bánh chuối, bánh có dừa là bánh dừa, bánh có khoai là bánh khoai, bánh tiêu là có gì? Bánh tiêu là có bột. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bánh gì mua mắc tiền mà ăn không được, vậy mà lại có rất nhiều người mua? Bánh xe. Chính xác. Tiếp theo, xe máy với xe đạp, xe nào ít tốn xăng? Xe đạp đâu có chạy bằng xăng đâu. Yeah, chính xác. Hay quá. Hiện tại là đã bằng La Thành rồi. Em hãy bước lên vị trí số 4 để bỏ La Thành lại sau lưng. Đấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Xe gì ba bánh mà không phải xe đạp trẻ em? Xe xích lô. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Hai con bò đi từ hai phía cây cầu khỉ, giữa đường không nhường nhau, chuyện gì xảy ra?
Thông minh nè, phải thông minh nha. Hai con bò đi từ hai phía cây cầu khỉ. Đúng rồi đó. Giữa đường chuyện gì xảy ra hả? Nó không nhường nhau và chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ đơn giản nhất, SC đơn giản nhất luôn. Nhưng mà hai con bò thì đâu có đi qua cầu khỉ được. Trời ơi, câu hỏi tiếp theo. Bảng chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ? Tiếng Việt hả? Đúng rồi, tiếng Việt nha. Bảng chữ cái tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái? 30... Chưa nha, chưa, chưa nói gì nha. Chị em có quyền mà, em có quyền chữ gì mà. Cứ từ từ, cứ đếm đi, từ từ đếm đi. 28. Không, chính xác. Ổn quá Còn thêm chữ là thắng rồi, 29 chữ. Câu hỏi tiếp theo. Chữ đầu tiên trong bảng chữ cái là chữ gì? Chữ bờ. Được. Đúng mà, chữ đầu tiên trong bảng chữ cái là chữ bờ. Đúng rồi, chính xác. Câu hỏi này á, bạn câu hỏi có hai cách để trả lời. Đầu tiên trong bảng chữ cái là alphabet, đó là chữ A. Nhưng mà chữ đầu tiên trong bảng chữ cái là chữ B đó. Đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi tắm biển tại hải lưu hai dòng nóng lạnh thì chúng ta sẽ bị gì? Bị bệnh trùng khớp với La Thành. Xuống. Không chính xác. Ủa chứ bây giờ bị gì trời? Bị ướt. Tiếp tục. Bối rối rồi đó. Biểu tượng của thành phố Sydney là gì? Nhà hát con sò. Hay quá. Vâng, câu hỏi tiếp theo. Thủ đô của Úc là thành phố nào? Thấy chưa đâu. Cái này khó nha. Không nhiều người khó biết đâu. Canberra đúng không? Wow. Chính xác. Không, em khẳng định là bạn của SC cũng ở Úc anh. Nhà của SC ở Úc. Gia đình ở Melbourne hả? Ồ, hèn gì biết hết trơn à. Câu tiếp theo. Lá phong là biểu tượng của đất nước nào? Canada. Hay. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vậy lá phong có ăn được không? Không. Không chính xác. Không chính xác. Lá phong chiên lên ăn được. Như vậy là ST rất xuất sắc, đã trả lời liên tiếp chính xác được 5 câu hỏi. 1-0 nghiêng về đội của ST.